Vậy thì thêm một chút hiểu biết của em về anh đi. Một chút nữa. Một chút nữa hả? Tại vì em á thì nếu như mà về tìm hiểu về một người á thì em hay làm những điều giống như là nếu như mà người ta nhìn vô người ta sẽ không nghĩ là em lại đi làm những điều khùng điên như vậy. Ví dụ? Em nhớ là anh có đăng một tấm hình ở một quán cà phê. Em đã tìm bằng được từng cái địa chỉ quán cà phê đó. Đó là hình như là đã 3-4 giờ sáng rồi đó. Thì em mới nhận ra là cái quán nó nằm ở Đà Nẵng. Và em không thể nào mà đến đó được. Thì lúc đó là em đã nói với bạn thân: tức quá, bằng được phải ra được cái quán cà phê đó, biết đâu sẽ gặp được anh. Nên là em đã quyết tâm hôm nay đến đây phải bắt anh Khao em một bữa cà phê bằng được. Ok, Khao bữa cà phê là chắc chắn rồi ha. Anh sẽ có một món quà để gọi là xin lỗi, xoa dịu nỗi đau đó. Món quà luôn ạ. À không, đây là một bông hoa nho nhỏ thôi. Nhiều hoa ghê. Em cảm ơn. Đó là thay cho lời xin lỗi của em đã làm em thức đến 3-4 giờ sáng mà mất ngủ ha. Còn một điều đặc biệt cuối cùng mà ngày hôm nay em muốn chuẩn bị riêng cho anh. Em để cái bông hoa này đây nhé. Đó chính là chiếc đồng hồ này. Anh thấy bình thường đồng hồ nó sẽ có cái đó, gì? Có kim đồng hồ các thứ đúng không? Đúng rồi. Em không biết từ bao giờ mà mình đã bắt đầu thích anh. Không biết khi lúc nào mà em suy nghĩ về anh, cũng như là muốn tìm hiểu về anh. Thời gian á thì đối với mọi người có thể là nó rất là quý giá, nhưng đối với em á nó không quan trọng lắm đâu. Tại vì nó cũng chẳng chỉ ra được cho em lý do là tại sao em thích anh. Anh có biết rằng hiện tại em đang suy nghĩ gì không? Nếu mà anh biết anh đã nói được ngay với em rồi. Anh có thể giúp em lật cái này lại được. Những gì mà em đang suy nghĩ trong những ngày qua. 1000 mảnh ghép em đã ghép mà nhanh nhất có thể. Đây là tấm hình mà em cảm thấy anh rất là đẹp trai, ngầu nhất. Nó có khác bây giờ lắm không em? Khác. Biết vậy em chỉ nhìn người trong hình thôi. Một ngàn mảnh ghép cũng như là những điều mà em muốn nói với anh nhưng mà không thể nói hết trong chương trình này. Có lẽ là tại vì em lên đây em run quá nên em cũng quên những cái điều quan trọng mà mình muốn nói với anh rồi. Tình cảm á sẽ không có nói trước được điều gì. Em cũng biết á, anh sẽ là người đặt cảm xúc của mình cho việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng. Nhưng em thì không như vậy. Em nghĩ là mình thích anh và bắt đầu tìm hiểu anh là do đã gom nhặt được những cảm xúc trong những ngày qua. Vậy nên hôm nay á, em muốn anh thử đặt cảm xúc của mình để suy nghĩ thử xem anh nghĩ gì về em. Trong một buổi cà phê gần nhất, hoặc là mình đến đó với tư cách là tìm hiểu nhau, hoặc là với những người bạn nói chuyện vui vẻ với nhau. Đó đều là do anh quyết định. Trước tiên thì anh rất cảm ơn em về mấy món quà này. Thực sự đây đều là những cái món quà đầu tiên, rất rất đầu tiên mà được đều nhận, từ chiếc khăn tay này đến bức tranh. Thì anh nghĩ bức tranh này rất là kỳ công, người nghèo anh ghép mà nó rất là tỉ mẩn. Anh thực sự rất là cảm ơn em. Và cái điều anh suy nghĩ về em trước đi ha. Em là một người con gái rất mạnh mẽ, cũng yêu gia đình, nhưng có chị Nhân nữa. Nhưng em chưa thể bộc lộ được hết cảm xúc của mình và chưa thể giải bày hết được cái nỗi lòng của mình với gia đình. Và em một người con gái có thể là nói là cá tính.
em có thể vượt qua được tất cả những cái vết hằn của quá khứ. Để nói về cảm xúc của anh, cảm xúc của anh thì anh cũng là người cảm xúc và lý trí trách nhiệm, nó sẽ phải đi chung với nhau. Cảm xúc của anh hiện tại thì trái tim mà thì nó đã có cảm tình với em. Nhưng mà lý trí trách nhiệm thì anh không thể, anh thực, nếu nói ra câu này thì anh hơi hèn, nhưng anh phải nói anh không thực sự đủ mạnh mẽ và cái bờ vai này không thể đủ rộng để hàn gắn được những cái vết sâu trong lòng em. Bởi vì anh cũng là một người trong tình thế như vậy, và trong khi đó anh còn là một người ở xa nữa, thì em là một người cần rất nhiều cái tình thương bên cạnh để chia sẻ, để tâm sự, cần một người bạn tâm giao để mà giúp em vượt qua được những cái gọi là vết tối của quá khứ và trao cho em những sự yêu thương. Anh thực sự anh chưa đủ khả năng để làm như vậy, và anh mong sẽ có một chàng trai đủ dũng cảm và đủ sức mạnh để chia sẻ và yêu thương em thay anh. Rất cảm ơn em. Anh và em gặp lại nhau có thể là bạn, mà anh sẵn sàng chia sẻ với em mọi buồn vui về cuộc sống, về công việc của em, hàng ngày cũng được, không sao hết. Chỉ cần em nói với anh thì anh sẽ mở lời lại với em thôi, yên tâm, không sao hết. Ra Đà Nẵng cứ gọi anh thoải mái, không sao hết. Nhưng mà hôm nay anh cũng đã từ chối em rồi, nhưng mà em vẫn không có quên cái buổi hẹn cà phê của mình đâu nha. Ok, anh sẽ nhớ. Dạ, em cảm ơn anh. Chưa ổn rồi ha, chưa ổn để chuyện làm sao. Cảm ơn em rất nhiều. Thời gian á, thì đối với mọi người có thể là nó rất là quý giá, nhưng đối với em á, nó không quan trọng lắm đâu. Tại vì nó cũng chẳng chỉ ra được cho em lý do là tại sao em thích anh. Cảm xúc của anh hiện tại thì trái tim mà thì nó đã có cảm tình với em. Vắng bóng anh đi cùng.
chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiếng